lên cổ và sức mạnh phép thuật ta. Mình làm tí phép thuật không? Cái nhận thành thấy là cái gì đấy? Lên AD đi ông. Team nhiều AP rồi. Em chơi lớn à, tại vì Khánh cũng tính lên AP á, Khánh tính lên AP á, mà bây giờ team Khánh cũng lên AP nữa thì kiểu nó hơi dư á. À, thằng nó lên sát lực, lên sát lực. Level 1 nó đánh đến mình không được á, level 1 mình cứ đánh lính thôi, đợi ra thì đánh nó. 2-2-2. Quy hay W đây, chắc là Quy thôi, W thì hơi ấy. Trời ơi, cao tơ. À, David click kìa. Ôi, AD mid click không mà cái W của Khánh nó man nhãn á. Âm thanh bị vang á. Game bị vang à. Sao, Khánh thợ mà, Khánh là kỹ thuật viên mà. Được chênh phát. Chưa? Phải hả? A few minutes later. Từ cái. Mày sao? Trời ơi. Mọi người chờ Khánh tí, Khánh PK tí Khánh mới sửa được á. Fan MU đã vi sinh. Nha. Anh Khánh thử phân tích làm cách nào mà T1 có thể win the season đi ạ. Ôi sao chủ bán Khánh rồi? Ok hả anh Khánh? Mà Khánh thợ mà anh em ơi, Khánh thợ mà. Ủa đang ăn rồng. Ủa sao còn dừng level 4 nhỉ? Nhìn nó khổ tao ơi. Ủa cái level 6. Không kia ta. Trời ơi. Thở. Chắc Khánh phải gánh team á, nên là thôi anh em bỏ qua chuyện mua mắt tím mắt thứ đi ha. Anh cần phải gánh team á. Anh vô Khánh đánh thương một cái ha. Thôi khỏi đi, cho con Elite nó vô. Lưỡng Khánh. Thở. Bỏ chết luôn. Khánh binh cả đường con mò nó đi xuống xong rồi Khánh tinh thằng Akali chặn đầu mà. Hất tung mày luôn chứ, tao sợ hả? Mày sao? Thiêu đốt mày luôn. Đi. Ấy à. À đây ơi, ông đứng xa xa ra, nó hút bây giờ. Yeah boy. Ôi. Thở anh em mình thở ra can. Né cái R IRE giúp tôi cái. Thở anh em mình. Thở, gặp thở khó ngay. Gặp thở rồi. Bên kia kêu. Uầy, thằng ra can nó đánh như thế thì thua cũng đúng chúng mày ơi. Thở tới. Nó thấy thở ta. Hả? Làm gì ấy? Xem 5.000 đồng. Anh ngủ bận cho video nói trước với quản lý team LMSD TikTok số 1 Việt Nam. Trời ơi, khiêm nha. Ngày mố gì có mắt thở à? Đi trên hơi khó này được. Làm gì nè? Làm gì á?
đi ở đây á. Chú này đang cần Khánh á. Tốc biến không? Không tốc biến à. À, bay nhảy ghê chứ, bay nhảy ghê chứ. Anh này anh đánh ra cam bao giờ chưa mà anh đánh khép thì ta ơi. Trời anh bay nhảy ghê, trời. Ai cản ảnh dùm cái. Trời ơi, chết con bò lung, trời ơi. Trời ảnh. Từ cái. Thật. Thọ ta ơi cho. Ủa tính là tôi cũng có làm gì đâu. Tôi cũng chỉ là đúp hai thằng thôi mà có lại đúp một thằng thôi mà. Không có anh gì á. Anh này best Rakan à mọi người. Cảm ơn nhá Hi nhá. Thọ mà. Về mua cái gì cái về dài cái. Về cho tôi farm được không? Tôi mua về dài cái tôi cần lắm rồi. Ê nhẹ, tôi ông, đây. Anh em ta trên một chuyến xe tăng. À đây, về đây, không cho tha đây anh. Đang thiếu tiền. I need 50. Ghê vậy bỏ. Chắc tôi dám bảo vòng, có W anh. Thở rồi. Trời ơi, nó khó cho team bạn. Yes. Chết luôn. Anh này đánh Rakan hay thật sự đúng là người chơi hàng đầu PCS. Cảm ơn Khiêm nha. Chụp vào lên. Cảm ơn Khiêm nha Khiêm. Đánh con Rakan quỷ luôn chứ. Tớ solo kill nhá, tớ solo kill bạn nhá, bạn đánh sao mà máu bạn mất máu tớ còn nguyên nhá bạn ơi. Ơ? Akali chưa chết hả? Ê? Tính quy hồi máu. Cái gì ông cũng muốn ăn là có đâu không? Chết tôi. Ủa sao Gia Thu đứng im nhở? Ồ chết luôn rồi. Quỷ của ta ơi.